Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã may mắn sống sót sau khi bị một tay súng tấn công trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Nghi phạm Thomas, 20 tuổi, đã bắn ít nhất 5 phát đạn từ khẩu súng trường bán tự động AR-15 về phía ông Trump hôm 13 tháng 7. Trong đó, một viên đạn sượt qua tay phải khiến ông Trump bị thương. Một người ủng hộ ông Trump đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong vụ tấn công. Còn Cox đã bị các nhân viên mật vụ Mỹ bắn hạ. Cũng theo ông Trump, ông tránh được viên đạn suýt lấy mạng mình là do khi phát súng đầu tiên được bắn, ông đã hơi nghiêng đầu sang phải để đọc biểu đồ về những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định sau khi bị bắn, ông vẫn muốn tiếp tục cuộc vận động tranh cử, nhưng các đặc vụ cho rằng điều đó không an toàn và ông cần phải đến bệnh viện. Bức ảnh do phóng viên Doc Mins của báo New York Times chụp gây xôn xao dư luận khi bắt chọn khoảnh khắc viên đạn bay sượt mặt ông Trump. Chiều ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Donald Trump thoát chết trong gang tấc sau khi bị ám sát bất thành tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Hung thủ sử dụng một khẩu súng trường bắn nhiều phát về phía ông Trump, trong đó có một viên đạn trúng tay phải của ông, để lại nhiều vết máu trên mặt cựu Tổng thống. Ngay sau đó, báo New York Times đã đăng tải bức ảnh cho thấy rõ đường đạn bay ngang qua mặt ông Trump do phóng viên kỳ cựu Dorman chụp được. Cựu đặc vụ FBI với kinh nghiệm 22 năm làm việc trong cơ quan này khẳng định ông Mins hoàn toàn có thể chụp được tấm ảnh trên. Trong quá trình tác nghiệp, nhà báo Mins đã sử dụng chiếc máy ảnh kỹ thuật số Sony với khả năng chụp lên đến 30 ảnh trên giây. Ông đã chụp những tấm ảnh này với tốc độ màn chập 1 trên 8.000 giây. Một yếu tố khác cần kể đến là tốc độ viên đạn được bắn từ khẩu súng bán tự động AR-15, vũ khí được lực lượng chức năng này tìm thấy bên cạnh thi thể của nghi phạm. Ông Harrigan nhận định, thông thường, máy ảnh dùng để chụp ảnh đạn bay thuộc các dòng thiết bị ghi hình chuyên dụng với tốc độ chụp cực kỳ cao. Các loại máy ảnh này ít được dùng trong nhiếp ảnh thông thường. Do đó, việc chụp được những ảnh đạn bay như trong hình là cơ hội 1 trên 1 triệu lần chụp. Đội ngũ phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhanh chóng thay đổi chiến lược sau vụ ám sát ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, đồng thời ngừng công kích ông Trump để tập trung vào thông điệp đoàn kết. Trong vòng vài giờ sau vụ ám sát bất thành hôm 13 tháng 7, đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden đã gỡ bỏ các quảng cáo trên truyền hình và đình chỉ các hoạt động truyền thông chính trị khác, bao gồm cả những quảng cáo nhằm nêu bật những vụ án hình sự nhằm vào ông Trump. Vì những lý do rõ ràng, an ninh đã được tăng cường bất chấp những sự kiện nói trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên hôm 15 tháng 7 khi trả lời câu hỏi về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ Tổng thống Putin sau vụ mưu sát nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Một vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump đã diễn ra tại một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Cựu Tổng thống bị thương khi viên đạn sượt qua tai, kẻ tấn công đã bị mật vụ Mỹ hạ gục. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin ngày 13 tháng 7 đã chỉ trích các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống Putin do người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông Peskov cho biết Moscow nhận thức được các mối đe dọa này và đang thực hiện các biện pháp phù hợp. Quan chức tình báo Ukraine tuyên bố rằng cơ quan của ông đã thực hiện nhiều nỗ lực nhắm vào mục tiêu vào Tổng thống Nga, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Reuters đưa tin, tại Đại hội Quốc gia Cộng hòa diễn ra vào ngày 15 tháng 7, ông Trump đã nhận được đủ phiếu bầu để trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ngay sau khi nhận được đề cử, ông Trump cũng thông báo chọn thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance làm ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử. Ông Vance, 39 tuổi, sinh ra tại Ohio. Ông từng là lính thủy quân lục chiến và đã có bằng luật của Đại học Ohio và trường luật Yale. Ông cũng từng là nhà đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon. Ông Vance được bầu vào Quốc hội năm 2022 với sự giúp đỡ của ông Trump. Trước khi hợp tác với nhau, ông Vance là một trong những người công kích ông Trump. Tuy nhiên hiện giờ, ông công khai ủng hộ ông Trump và thường bỏ phiếu trung thành với lợi ích của cựu Tổng thống. Ông phản đối dự luật viện trợ Ukraine vào đầu năm nay, đồng tình với quan điểm của ông Trump khi chỉ trích việc tiếp tục viện trợ cho Kyiv.
Quyết định chọn ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử của ông Trump khá bất ngờ, nhưng được cho là có lý do chính đáng nếu sẽ đến cạnh tranh với chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden ở chặng còn lại trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Hầu hết các đánh giá đều chỉ ra rằng ông Biden phải giành chiến thắng tối thiểu ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin và thêm phiếu đại cử tri duy nhất ở Omaha, Nebraska để có 270 phiếu đại cử tri cần thiết để tái đắc cử. Bình luận về quyết định chọn ứng viên phó tổng thống của ông Trump, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Joe Biden nhận định điều này sẽ tạo điều kiện cho chương trình nghị sự đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại cực đoan. Thẩm phán Alan Cannon ở bang Florida ngày 15 tháng 7 đã đưa ra phán quyết xác định công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách truy tố cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ án tài liệu mật, đã được bổ nhiệm không đúng luật. Do vậy, vụ án tài liệu mật của ông Trump cũng được hủy. Quyết định này là một chiến thắng lớn đối với ông Trump trong bối cảnh ông đang chạy đua vào Nhà Trắng. Trước đó, các điều tra viên đã thu giữ khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida hồi năm 2022. Trong số này có 100 hồ sơ được đánh dấu mật, dù một luật sư của ông Trump khẳng định tất cả hồ sơ có đánh dấu mật đã được trả lại cho chính phủ Mỹ. Ông Trump khẳng định ông không phạm tội vì với tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông có quyền giải mật tất cả các tài liệu mà ông sở hữu. Tuy nhiên, quyền lực này không áp dụng cho các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hạt nhân mà theo bản cáo trạng được tìm thấy tại Mar-a-Lago. Theo cáo trạng, các tài liệu của ông Trump giữ lại trái phép sau khi rời nhiệm sở gồm thông tin liên quan đến khả năng phòng thủ và vũ khí, năng lực hạt nhân của Mỹ, nguy cơ Mỹ và các đồng minh bị tấn công quân sự, cũng như những kế hoạch trả đũa.